ơi, tôi đã thấy trên ngọn núi có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa trắng nhận nhớ quanh đời, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống bình, anh nghèo cũng có cây đàn cho khi khi rung lên vài sợi dây đàn đã. Hãy subscribe.